Bộ trưởng Quốc phòng Israel công khai thách thức Thủ tướng Netanyahu. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa bị thách thức công khai kế hoạch cho dải Gaza thời hậu chiến. Khi Bộ trưởng Quốc phòng tuyên bố sẽ phản đối bất kỳ kế hoạch nào để Israel sẽ quản lý quân sự dài hạn ở vùng đất của người Palestine. Trong bài phát biểu được phát trên truyền hình, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant đưa ra quan điểm phản đối rõ ràng nhất trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Israel đối với Thủ tướng Netanyahu trong cuộc xung đột với Hamas kéo dài 7 tháng qua, gây ra những chia rẽ sâu sắc cả trong và ngoài nước. Sau phát biểu trên, ông Netanyahu không nêu tên ông Gallant nhưng nói rằng một đô đốc nghỉ hưu đang lấy cớ vì vẫn chưa thể đập tan Hamas khi cuộc xung đột đã sang tháng thứ 8. Tuy nhiên, ông Netanyahu nhanh chóng vấp phải chỉ trích từ những người khác trong nội các chiến tranh. Cựu tướng quân đội Israel Benny Gantz phát biểu rằng Bộ trưởng Quốc phòng đã nói sự thật. Dù nhắc lại mục tiêu của chính phủ Thủ tướng Netanyahu là đánh bại Hamas và đảm bảo các con tin được thả, ông Gallant nói rằng cần thực hiện điều này bằng cách tạo nền tảng cho một chính quyền khác của người Palestine ở dải Gaza. Chúng ta phải phá vỡ năng lực quản lý của Hamas ở dải Gaza. Chìa khóa để đạt được mục tiêu này là hành động quân sự và thiết lập một hệ thống quản lý khác ở dải Gaza, ông Gallant nói. Trong trường hợp không có giải pháp thay thế như vậy, chỉ còn hai lựa chọn tiêu cực, sự cai trị của Hamas ở Gaza hoặc sự cai trị của quân đội Israel ở Gaza, ông nói thêm. Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố sẽ phản đối kịch bản thứ hai và kêu gọi Thủ tướng Netanyahu chính thức từ bỏ nó. Ông Gallant cho biết, ông đã cố gắng thúc đẩy kế hoạch thành lập một cơ quan quản lý của người Palestine không thù địch, nhưng không nhận được phản hồi từ nội các Israel. Bài phát biểu trên truyền hình gợi lại cảnh báo gây chấn động của ông Gallant vào tháng 3 năm 2023, rằng việc thúc đẩy cuộc cải tổ tư pháp mà Thủ tướng Netanyahu theo đuổi sẽ đe dọa sự đoàn kết quân sự. Sau tuyên bố đó, ông Netanyahu tuyên bố ông Gallant sẽ bị sa thải, nhưng phải rút lại quyết định khi vấp phải làn sóng biểu tình rầm rộ trên đường phố. Một số nhà phân tích quốc phòng tin rằng dự đoán của ông Gallant được chứng minh bằng vụ Hamas bất ngờ tấn công Israel vài tháng sau đó. Hôm qua, khi được hỏi rằng liệu ông có lo lắng mình bị sa thải một lần nữa không, ông Gallant nói, tôi không đổ lỗi cho bất kỳ ai. Ở một đất nước dân chủ, tôi tin rằng việc một người, đặc biệt là Bộ trưởng Quốc phòng giữ một chức vụ, đưa ra quyết định là điều thích hợp. Ông Netanyahu cho biết Israel sẽ duy trì quyền kiểm soát an ninh tổng thể ở dải Gaza sau xung đột. Ông không gọi đây là sự chiếm đóng, trong khi Mỹ không ủng hộ kế hoạch này. Trong tuần qua, bộ binh Israel đã quay trở lại một số khu vực phía bắc dải Gaza mà họ đã tấn công và rút lui trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Israel cho biết nhiệm vụ mới của họ là ngăn chặn nỗ lực của Hamas nhằm tập hợp lại lực lượng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.